Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành HK. Hôm nay thì mình sẽ nói về một vấn đề đã cũ nhưng mà nó luôn hot nha các bạn, tại vì nó luôn luôn được tạo mới. Và đối với một số bạn mới chơi thì thắc mắc không biết tại sao để kiếm được, thì hôm nay thì mình sẽ giải thích cho các bạn. Trước khi mình đến với vấn đề mình đang định nói trong video ngày hôm nay, thì mình sẽ xin giới thiệu cái sự kiện mà câu đố nhạc bóp thơ ca nó đã quay trở lại rồi nha các bạn. Rồi, và với sự kiện này thì giống như ngày trước, chúng ta sẽ có bộ câu của ngày 1, ngày 2 và đến cuối. Các bạn hoàn thành tới từng các mốc 10 câu, nhận được 10 cuộn thường nè, 20 câu, 2.000 kim cương, 30 câu và được 10 cuộn hệ và 40 câu. Chúng ta sẽ nhận được một số tài nguyên sau đây, đó. Rồi, hôm nay thì mình sẽ thử trả lời ngày 2 cho các bạn xem nha. Việc mở tính năng sang tìm nhóm Sorem cộng team tiêu tốn điều gì? Tức là câu B nha các bạn. Điểm hoạt động ban hội. Rồi, sau khi sử dụng kỹ năng tối thượng lễ hội linh hồn, thì khi khiên vẫn còn tồn tại, đây mình sẽ nhận bao nhiêu sát thương cho đồng minh của mình? Thì cái này là bắt buộc là phải vào xem lại rồi các bạn. Tại vì thật sự chi tiết về kỹ năng của các tướng, chi tiết của chỉ số thì chắc chắn là không nhớ nổi rồi. Đây, 35% sát thương các bạn. Đó, này là ngày 2 nha. Đây mình sẽ chịu 35% sát thương. Rồi, mắt của Aura, ngôi sao kỳ lạ có màu gì? Thật sự thì cũng đây là một vị tướng mới nha, vị tướng mới cũng nhớ nổi. Chúng ta vào xem. Rồi đây các bạn, màu xanh. Màu xanh, màu lam, chính xác là màu lam các bạn, màu lam. Câu thứ tư, Rowan người lớn hành từng nhận một món quà là một con vịt các bạn, phải một cửa hàng. Ở đây là nhận được món quà là công chúa Betty nữa chứ, một vận may, một cửa hàng. Món quà là con vịt nha các bạn, và con vịt này là con vịt đẻ trứng vàng. Ok, vịt. Đâu không phải là tên khác của Anna, mẹ băng giá. Không phải nha các bạn. Ở đây thì nó có một cái số tên là chiến binh mùa đông, nữ chúa băng giá vĩnh cửu, du ca xương gió với lại sơn vệ thần. Và nếu mình chọn theo cảm tính á, thì chắc chắn là mình sẽ chọn cái câu sơn vệ thần. Nhưng mà đây chắc á, thì chúng ta cứ vào đây xem các bạn. Anna là mẹ băng giá. Ở đây các bạn, người có rất nhiều tên gọi. Gã du ca xương gió, người bảo vệ dãy núi, mẹ của băng nguyên vĩnh cửu, nữ hoàng băng giá. Đây mình sẽ khôn bắt lại cái câu hỏi. Ở đây là du ca xương gió thì cũng đúng này nè các bác. Chiến binh mùa đông, mình chỉ thấy có cái chiến binh mùa đông là nhưng không có. Nữ chúa băng giá vĩnh cửu, sơn vệ thần. Sơn vệ thần ở đây là nó dịch sang tiếng Việt. Ở đây nó dịch sang tiếng Việt rồi. Bây giờ sang tiếng Việt là du ca xương gió là cái đầu tiên là đúng rồi ha. Người bảo vệ dãy núi là sơn vệ thần nha các bạn. Người bảo vệ dãy núi là sơn vệ thần. Mẹ của băng giá vĩnh cửu, nữ hoàng băng giá. Chứ không thấy cái câu là chiến binh mùa đông. Nên mình sẽ chọn cái đáp án của câu này thử là chiến binh mùa đông nha. Đâu không phải là tên khác của Anna mẹ băng giá, mình sẽ chọn là chiến binh mùa đông. Yeah, đúng nha các bạn. Rồi, vậy là cái ngày 2 khá dễ. Rồi mình sẽ không bắt là ngày 1. Ngày 1 rồi có hai câu bị sai thì mình sẽ dùng năng lượng để trả lời. Ok, cái câu bị sai là Lyca, người gác rừng, sở hữu cảm quan nhạy bén nào mà không ai có. Thì mình sẽ không bắt lại cái chân dung tướng, thì mình sẽ xem trong tiểu sử nha các bạn. Cảm quan nhạy bén nào mà không ai có hả? Mình nghĩ là thính giác các bạn, tại vì cái tai á. Khứu giác. Khứu giác các bạn.
khứu giác, khứu giác. À, cái vị tướng mà cưỡi lên con hươu là Ly Ca, và hai người này kết hợp lại gọi là Ly Ca. À, cái con hươu á, khứu giác đặc biệt rồi, khứu giác đặc biệt rồi, mình sẽ không bắt là mình trả lời cái câu này là khứu giác đặc biệt, khứu giác, khứu giác. Ok, đúng nha. Rồi câu thứ năm, ai là đồng hành của Faker đánh bại cái chết? Mình thấy cái người đồng hành mà hay đi chung với Faker đánh bại cái chết nhất á, là các bạn thấy rất là nhiều trong cái hành trình kỳ quan hay là một số mẫu chuyện á, thì chúng ta thấy cái Faker này luôn luôn đi chung với Ren, người từ chối cái chết, kẻ đánh bại cái chết với người từ chối cái chết luôn đi chung với nhau. Ngoài ra thì có đi chung với con đèn cầy nữa, thì chắc chắn là câu D rồi các bạn, không sai đâu được. À, không lẫn vào đâu được. Ok, chúng ta cùng view lại ngày một luôn. Cấp cường hóa trang bị cao nhất là 5 sao. Ở câu 2, nghề nghiệp Oscar là sát thủ. Câu 3, Ly Ca thì có khứu giác đặc biệt. Câu 4, sau khi sử dụng kỹ năng cơn gió phẫn nộ, Thên màn gió sẽ nhận được màn gió kéo dài bao nhiêu giây? 8 giây nha các bạn. 8 giây này thôi chứ 8 giây đối với con nờ bơ sơ là mình quánh không vào móng nó luôn á. Rồi, ai là đồng hành của Faker đánh bại cái chết là Ren, người từ chối cái chết. À, bây giờ mình sẽ vào cái vấn đề chính nha. À, có nhiều người có thể là mới chơi game là newbie hoặc là chưa biết rõ về cái cơ chế này, các bạn thì hay có thắc mắc đó là về cái hình động, hình đại diện của game các bạn. Thắc mắc là tại sao có một số bạn mà có cái hình đại diện mà nó kiểu nó nhún 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 nhảy nhảy như cái con này của mình đó. Tại sao một số hình đó nó nhún, còn một số hình thì nó lại đứng yên? Thì hôm nay mình sẽ giải thích cho các bạn nha. Cái hình này nó nhún nhảy lý do tại vì đây nè. Mỗi khi mà Lilith cho ra một con tướng mới thì các bạn hãy vào cái chỗ mà cản giao dịch, rồi chúng ta kéo vào cái chỗ tàu anh hùng đó, chúng ta sẽ kéo vào chỗ tàu anh hùng nha. Các bạn thấy mỗi khi con tướng mới nó ra mắt thì chúng ta sẽ có 60 ngày, 60 ngày để nhận được một số phần thưởng sau đây. Nếu mà các bạn nhận được lên được một con tướng bậc A, tức là bậc màu trắng giống như này, thì chúng ta sẽ nhận được một cái hình đại diện hành động của tướng. Ví dụ ở đây thì chúng ta có con Oku nè, thì nó hiện tại thì nó còn có 11 ngày à, tại vì nó ra rất là lâu rồi, được năm mấy ngày rồi bạn, bốn mấy ngày rồi. Rồi ví dụ như Ten thức tỉnh ở đây chúng ta còn 24 ngày. 24 ngày ở đâu đó nó ra được khoảng 30 35 ngày rồi các bạn. Đây đang là ngày thứ 36 đó. Và trong vòng 60 ngày các bạn nhận được tướng, lên được bậc A của tướng thì chúng ta sẽ nhận được cái hình đại diện của tướng và hành động. Rồi còn ngoài ra thì tương ứng với mỗi mốc các bạn sẽ nhận được một số phần thưởng khác, ví dụ như bậc vàng thì bạn nhận được 10 vé ngắm sao, là bên này chúng ta sẽ có 2.000 bụi, bậc vàng cộng thì chúng ta sẽ có 300 nước với hai cuộn đồ hệ trang bị. Rồi bậc đỏ thì chúng ta sẽ nhận được một rương đồ hệ ánh sáng, bậc đỏ cộng thì chúng ta nhận được 50 xích vàng. Rồi mà ngoài ra thì xuống dưới chúng ta còn có một số phần thưởng khác nữa nha, xuống dưới chúng ta còn có một số phần thưởng khác nữa, các bạn lên bậc 1 sao, 2 sao có thêm phần thưởng nữa các bạn, rất là ngon. Ví dụ con tướng hồi địa ngục này nó đã ra được 20 ngày rồi các bạn đó, còn con này thì mới ra khỏi 8 ngày. Các bạn thấy tốc độ ra tướng rất là nhanh, vừa mới ra con này được tầm hơn 1 tuần thì đã ra tiếp thêm một cái con tướng hệ ánh sáng. Cái con tướng hệ ánh sáng này ra hơi nhanh nè, mới ra Oku xong rồi nó ra con Ten, xong rồi tới ra con này, tới con này đó. Luôn luôn trong tàu anh hùng các bạn sẽ thấy nha, các bạn sẽ được cái móc móc nào. Rồi còn đối với cái phần thưởng phía sau á, thì chúng ta phải bỏ tiền để mở mua thêm các bạn, khá là tốn. Nếu mà bạn up lên được á, thì tích thì có thể mua, nhưng mà nói chung là cái đây là chỉ là dành cho những VIP pro muốn đẩy nhanh tiến độ đốt cháy quá trình thôi, chứ mình thấy không cần. Đối với tướng đặc biệt á, thì chúng ta kiếm hơi khó. Đối với tướng thường các bạn cứ vô cái chỗ ngắm sao, rồi các bạn vô chỗ chỗ này nè, các bạn xâm tự chọn một con tướng mới ra. Nếu mà ạt mà trên lâu xâm tự chọn tệ lắm, các bạn cũng kiếm được 6 copy đó, 6 copy thì gần như là gần đủ copy để các bạn lên được bậc A rồi.
Ok, hôm nay video mình đến đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chào tạm biệt.